Bây giờ xin mời bà con mình nghe bút ký của Mũ Đỏ Thượng sĩ Vũ Đình Giang, những ngày cuối cùng của cuộc chiến, thủ đô Sài Gòn. Trong suốt 7 năm chiến đấu ở đại đội 23, tiểu đoàn 2 nhảy dù từ khinh binh số 1, tôi leo lên đến chức thường vụ đại đội của đại đội này. Tôi đã sống và trải qua đến 5 đời tiểu đoàn trưởng, nhưng không thấy tiểu đoàn trưởng nào chịu chơi như thiếu tá Trần Công Hạnh, tiểu đoàn trưởng cuối cùng của tiểu đoàn 2 nhảy dù. Tiếc rằng ông nắm quân không được bao lâu thì chấm hết. Ở bên chủng nhảy dù, vinh quang và tủi nhục của người chiến sĩ rất rõ ràng. Có công thưởng, có tội phạt, bất kể là cấp bậc nào, cao đến đâu. Đầu tháng vinh quang, cuối tháng tủi nhục, không lường trước được. Chính vì thế mà trong 7 năm chiến đấu, tôi đã chứng kiến thay đổi đến 5 vị tiểu đoàn trưởng. Từ năm 1968 tới 1971, Trung tá Trần Kim Thạch mất chức tiểu đoàn trưởng trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 Hạ Lào. Lý do, vào thời điểm giữa cuộc hành quân đang lúc tình hình nguy hiểm, thì tiểu đoàn được lệnh bốc về Khe Sanh. Như bao cuộc chuyển quân khác, đổ quân thì tiểu đoàn trưởng xuống cuối cùng và rút quân thì tiểu đoàn trưởng rút đầu tiên. Lần này cũng vậy, ông bay chuyến bay đầu tiên về Khe Sanh, nhưng sau đó lệnh rút hủy bỏ, ông buộc bay sang căn cứ 30 trở lại. Ông không chấp hành lệnh này. Với lý do trực thăng phải đáp xuống căn cứ để ông bước xuống thì ông mới chịu đi, còn lơ lửng trên cao bắt ông nhảy xuống thì ông không đi. Điều này không thể đáp ứng được thời điểm bấy giờ. Ông làm tướng đóng mất mặt với các đơn vị bạn. Tướng đóng cầm ba tuần dí đánh ông tại bộ chỉ huy và cách chức ông, sa thải khỏi binh chủng nhảy dù. Sau này nghe nói ông chuyên chuyển về làm huấn luyện viên trường bộ binh Thủ Đức. Năm 1971 tới 1972, thiếu tá Mạnh tiểu đoàn phó ở căn cứ 30 lên nắm quyền, đưa anh em còn lại từ căn cứ 30 về Việt Nam và ông lên nắm chức vụ tiểu đoàn trưởng từ đấy. Tháng 3 năm 1972, mùa hè đỏ lửa, ông là người hùng ở căn cứ Delta, Công Tâm, cách Trạc Ly khoảng 4-5 cây số. Delta cũng bị mất vào tay đối phương, nhưng ngay sau đó, thiếu tá Mạnh cùng với thiếu tá Ngọc đã tổ chức phản công và giành lại Delta từ tay đối phương trong vài ngày sau. Cuối tháng 3 năm 1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã bay từ Sài Gòn ra Công Tâm, thăng cấp trung tá đặc cách tại mặt trận châu Âu, kèm theo đệ ngũ đảng Bảo Quốc huân chương, oai hùng quá. Thế nhưng oan nghiệt châu Âu, chỉ khoảng một tháng sau, tiểu đoàn 2 nhảy dù được không vận về Biên Hòa để tham gia giải vây cho Bình Long An Lộc, tại cứ điểm của tiểu đoàn suối tàu Âu Tân Khai. Sau gần 20 ngày đêm bị vây hãm, cố vấn Mỹ bị thương, lương thực đạn dược không còn, xác anh em không tẩy thương đi được, ông quyết định bỏ căn cứ rút ra ngoài. Việc này khiến Trung tá Mạnh mất chức tiểu đoàn trưởng, sa thải khỏi binh chủng nhảy dù, đưa về sư đoàn 7 bộ binh ở Mỹ Tho. Nghe nói khoảng nửa năm sau, ông được thăng cấp đại tá trong một chiến thắng lớn ở mặt trận Sầm Giang Cai Lậy Cái Bè. Năm 1972-1974, sự ra đi của Trung tá Mạnh, anh em trong đơn vị rất thương tiếc, vì biết rằng ông vì muốn bảo toàn sinh mạng của anh em nên rút quân mà bị mất chức. Lúc này đang là cao điểm của mùa hè đỏ lửa, việc thay đổi cấp chỉ huy rất là khó khăn. Trung tá Đỉnh phòng bóng sư đoàn được điều động ra nắm quyền tiểu đoàn trưởng thay Trung tá Mạnh vài tháng. Sau đó, thiếu tá Nguyễn Đình Ngọc tiểu đoàn phó lên nắm quyền tiểu đoàn trưởng thay Trung tá Đỉnh. Tháng 5 năm 72, một lần nữa, tiểu đoàn 2 nhảy dù được không vận ngược ra Huế, Quảng Trị, để tham gia chiến dịch tái chiếm lại Quảng Trị đã bị rơi vào tay đối phương trước đó, mà cao điểm của chiến dịch là tái chiếm cổ thành Đinh Công Tráng, Quảng Trị. Vào một đêm khoảng tháng 9 năm 72, thiếu tá Ngọc dẫn quân tiểu đoàn 2 nhảy dù vượt sông Mỹ Chánh, rẽ trái vào Trường Sơn, trên con đường đất đỏ dẫn vào căn cứ Barbara, cách quốc lộ một khoảng 3 cây số. Trời về khuya, gió núi Trường Sơn thật lạnh. Ông cho dừng quân lại, đóng quân trên con đường đất đỏ ấy phòng thủ qua đêm.
2-3 giờ sáng, tiếng xích sắt của T-54 nghiến trên mặt đường nghe mà lạnh xương sống, rợn cả người. Tất cả tỉnh ngủ như những bóng ma trong đêm, mọi cử động âm thầm lặng lẽ. Lầm lầm súng M72 chờ đợi. Những chiếc xe tăng T-54 như những con quái vật đang di chuyển về hướng đóng quân của tiểu đoàn. Tất cả căng mắt nhìn vào bóng đêm. Qua máy truyền tin PRC-25, ông lệnh cho tất cả anh em trong đơn vị M72 sẵn sàng khai hỏa. Đã bắn là T-54 phải cháy, không cho phép bắn trật. Còn cảm thấy bắn không được thì cho qua để lọt vào tầm bắn của anh em khác thuận lợi hơn họ bắn. Ba chiếc T-54 pha đèn đi trên con đường như chỗ không người. Cũng dễ hiểu thôi, vì họ không ngờ chúng tôi vượt sông Mỹ Chánh lúc nửa đêm. Tiếng mỗi lúc một gần hơn đến tuyến phòng thủ của chúng tôi. Tất cả đều dương M72 thủ thế, nhưng cho qua vì góc bắn không hiệu quả. Nhưng cuối cùng ba chiếc T-54 cũng đã lọt vào tầm bắn của anh em đại đội 21. Những tiếng ập oành của M72 nổ vang phá tan sự yên lĩnh của núi rừng. Ba chiếc T-54 bốc cháy, lửa hừng hực bốc lên cao, soi sáng cả một góc trời. Quên hết lo âu sợ hãi, mọi người reo hò. Cháy rồi, cháy rồi! Chiến công này đã khiến thiếu tá Ngọc được binh thăng cấp trung tá ít ngày sau. Thế nhưng cuối tháng 8 năm 74, trong khi đóng quân ở tuyến giáp tranh Khe Thai, đại đội 22 dưới quyền của ông đã để mất gần 20 chốt ở địa danh này. Ông không giải thích được tại sao để mất gần 20 chốt ấy. Đây là lý do khiến trung tá Nguyễn Đình Ngọc mất chức tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 nhảy dù. Nhưng may cho ông không bị sa thải khỏi binh chủng nhảy dù, mà điều ông về lữ đoàn 4 nhảy dù đang thành lập còn thiếu cấp chỉ huy. Thiếu tá Trần Công Hạnh tiểu đoàn phó lên nắm quyền. Lúc này đã là cuối năm 74, đầu 75. Tiểu đoàn có ban hỏa thực chuyên lo cơm nước cho lính độc thân mỗi khi đơn vị ở hậu cứ. Thế nhưng thiếu tá Hạnh không làm như vậy. Ông giao cho các thường vụ đại đội thay phiên nhau đi chợ và lo cơm nước cho lính độc thân. Đến lượt tôi đi chợ, tôi không nhớ là cầm bao nhiêu tiền, nhưng tôi đã mua hết những thứ cần thiết cho nhu cầu bữa ăn của anh em trong đơn vị. Vậy mà cũng còn dư được mấy ngàn. Tôi không nhớ là anh thường vụ nào đã nói với tôi. Ông làm như vậy, mấy người sao làm sao theo ông? Cuối tuần này, thiếu tá Hạnh cho 5 anh em thường vụ lên xe jeep cùng đi ra đường Công Lý, ăn sáng với ông. Cuối tuần sau đến lượt, 5 đại đội trưởng cùng y như vậy. Quán ăn toàn xe jeep. Tôi chẳng nhớ là quán gì và ăn gì, bởi khớp và cảm thấy mình oai quá. Không khớp và oai và hãnh diện sao được khi mà được ngồi trên xe jeep của sếp, đi với sếp vào ăn sáng ở một nơi mà không có ai giống tôi, toàn là quan, mà quan bự không. Tiếc rằng chỉ được một hai lần, đúng là không có số hưởng. Tôi không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ rằng sau ngày lãnh lương tháng 4 năm 75, và bữa tiệc liên hoan vài ngày thì tiểu đoàn chuẩn bị lên đường hành quân. Quân số thiếu trầm trọng, từ binh sĩ cho đến hạ sĩ quan, thậm chí cả sĩ quan ban ba tiểu đoàn, chức vụ được cho là nắm vận mệnh sống chết của tiểu đoàn cũng thiếu thốn. Vì thế phải lấy từ quân lao để bổ sung cho các đại đội cho đủ quân số tham chiến. Thật thê thảm, trong 8 năm phục vụ ở đại đội 23 tiểu đoàn 2 nhảy dù, chưa bao giờ tôi thấy cái cảnh ô hợp như thế này. Vì là ở quân lao hốc về cho có quân số để hành quân, nên đủ mọi sát lính của các sư đoàn bộ binh. Trước đây quân số bổ sung về cho các đại đội là những anh em rất trẻ, 18-19 tuổi, tình nguyện vào nhảy dù được huấn luyện quân sự kỹ thuật tác chiến và chuyên môn truyền thống là nhảy dù cùng với kỷ luật sắt. Tất cả tập trung ở khối bổ sung của sư đoàn, sau đó phân bổ về các đơn vị, nên tinh thần chiến đấu của các anh em cũng như chấp hành kỷ luật rất là cao. Ai không chịu nổi thì chỉ có đầu ngủ mà thôi, còn ai chịu nổi thì chắc chắn là sẽ những đứa con ưu tú trong quân đội sau này. Quân số được bổ sung trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, thời gian lại quá ngắn ngủi. Cho nên tôi chưa kịp nhớ tên biết mặt hết những anh em hạ sĩ quan chứ đừng nói chi đến anh em binh sĩ. Tình hình chính trị thì trú riêng, tranh giành quyền lực. Nay ông này lên, mai đã thấy xuống cho ông khác lên. Là người lính,
Có lẽ tất cả chúng tôi ai cũng bực mình khi thấy tình hình chính trị như vậy. Nhất là không khỏi hoang mang khi nghe Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Tổng tư lệnh quân đội từ chức, nhưng không biết làm sao vì đó không phải là công việc của chúng tôi. Về quân sự thì tình hình ngày càng xấu đi và đầy nguy hiểm. Các vùng lãnh thổ thì đã bị mất gần như muốn hết rồi. Chỉ còn lại có quân đoàn 3 và quân đoàn 4. Quân đoàn 1 và 2 là những lá chắn bảo vệ cho quân đoàn 3, cho thủ đô Sài Gòn. Nhưng bây giờ quân đoàn 3 trở thành đơn vị tiền tiêu, đơn vị địa đầu chiến tuyến. Đoàn quân mũ đỏ, những người một thời vang danh khắp các chiến trường, với những tên gọi thân thương đã đi vào lòng người dân Sài Gòn như thiên thần mũ đỏ, hoa không gian, giờ đây ô hợp tạp nham cùng với những phương tiện yểm trợ thiếu hụt, cũ kỹ trước sức tiến công của đối phương, ngày càng mạnh đành bó tay thúc thủ. Còn lại duy nhất lữ đoàn 1 tạm đầy đủ, sau thiệt hại ở Thượng Đức rút về, cũng đem nướng nốt vào mặt trận Xuân Lộc Long Khánh, cùng với tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh. Coi như toàn bộ sư đoàn nhảy dù đã bị xóa sổ trước 30 tháng 4 năm 1975. Còn lại lữ đoàn 4 eo ụt mới thành lập, cùng với quân của những tiểu đoàn tác chiến ở các chiến trường rút về và những bộ phận chuyên môn, không có kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ Sài Gòn. Không biết nguồn tin từ đâu ra, mà đâu đó có những tin đồn. Sư đoàn nhảy dù gốc là của Pháp, do đó trong tình huống xấu nhất, nghĩa là mất nước thì chính phủ Pháp sẽ bóc đi. Chẳng biết thực hư thế nào, trước khi hành quân tôi cũng dặn vợ tôi, đừng đi đâu xa, cứ ở trong trại gia binh, lỡ có chuyện gì không phải tìm nhau. Có lẽ chính điều này cũng là một đòn tâm lý, để những anh em như tôi yên tâm cầm súng chiến đấu đến giờ phút cuối cùng. Hôm nay tiểu đoàn lên đường hành quân, thiếu tá Hạnh cầm tấm bản đồ thủ đô Sài Gòn màu trắng hồng, không như những tấm bản đồ hành quân bao lần trước, chỉ toàn một màu xanh lá cây rừng với những vòng cao độ đậm đặc. Ông nói, hết đất rồi, không còn hành quân xa nữa. Đoàn quân xa chở chúng tôi đến nhà máy tái thành kỹ nghệ dệt. Nay là công ty dệt may Thành Công gần ngã ba Tham Lương thì dừng lại. Bộ chỉ huy tiểu đoàn nằm trong nhà máy, đại đội 23 của tôi thì nằm sau nhà máy, cạnh con kinh Tham Lương, cách khoảng hơn cây số giữa đồng trống mênh mông. Từ đây tôi có thể đưa mắt nhìn quanh rất xa mà không bị vật gì cản. Cách bố trí quân này khiến tôi ngỡ ngàng, vì bây giờ là mùa khô, đồng trống. Như vậy làm sao đối phương dám di chuyển vào khu vực này để ăn bom, ăn đạn pháo chứ? Nếu tình hình nguy hiểm thật sự cho Sài Gòn thì không bố trí quân như vậy, mà phải tổ chức phòng thủ từ cầu An Hạ để ngăn chặn cánh quân từ Tây Ninh, Campuchia tiến về và tổ chức thế trận như phục kích trên các quốc lộ huyết mạch tiến vào Sài Gòn. Đằng này quân đã không có đủ mạnh để kháng cự lại còn đem ra nằm chơi giữa đồng, thật không thể hiểu nổi. Hình như đêm 27 tháng 4, Sài Gòn bị pháo kích bằng pháo 130 ly, đạn rơi gần bộ tư lệnh sư đoàn nhảy dù và cũng gần trại gia binh tiểu đoàn. Tôi lo quá không biết vợ con có sao không, định bố trí quân phòng thủ xong sáng mai cố về xem sao. Tôi chưa kịp về thì sáng nay khoảng 9-10 giờ, một chiếc F-5 cất cánh bay lên từ sân bay Tân Sơn Nhất. Vì nằm khá gần hướng bay, nên tiếng động cơ phản lực gầm thét rất lớn. Tôi thầm nghĩ, giờ này mà đơn vị nào đụng độ còn có F-5 bay lên yểm trợ, đã quá. Nhưng ý nghĩ của tôi bị cắt ngay. Khi bay qua khu vực đóng quân của tôi, chiếc F-5 đó đã thả bom xuống ngay cánh đồng trống không một bóng người. Tôi nghĩ chắc máy bay trục trặc kỹ thuật chăng? Nhưng không. Chỉ vài phút sau, chiếc thứ hai cất cánh và cũng ném bom xuống cánh đồng trống như vậy. Lúc này tôi hiểu ra không quân đã tháo chạy. Pilot ném bỏ bom cho nhẹ để đủ nhiên liệu và an toàn bay vào không phận nước bạn. Cứ thế, khoảng 5 phút, một chiếc cất cánh bay lên. Cuộc rút chạy của những chiếc F-5 kéo dài hơn tiếng đồng hồ. Đứng dưới đất nhìn những chiếc F-5 bay đi, tôi hận vô cùng trong lúc đất nước nguy khốn. Những người có điều kiện thì bỏ chạy, còn chúng tôi vẫn phải đem mạng sống mình ra để bảo vệ cho ai đây? Cho cái gì đây? Tôi muốn bắn rơi ngay những người huynh đệ chi bên ấy,
nhưng tiếc rằng tôi không có loại súng nào để bắn hạ cho được. Từ máy radio, đài phát thanh Sài Gòn vẫn đang tường thuật chi tiết những thông tin mà lính nhảy dù. Tôi không biết là cánh quân nào vẫn đang anh dũng chiến đấu giành lại từng tấc đất ở khu vực Gò Vấp sớm mới Gia Định. Tôi định xin đại đội trưởng Thiếu Quý Ngọc cho tôi ít phút về thăm Gia Định, xem tình hình có yên ổn không, bởi đêm qua mới bị pháo kích. Chưa kịp mở lời thì không biết từ đâu, chắc chắn không phải là từ hướng của tôi rồi. Mấy chiếc A-37 xuất hiện trên bầu trời và cắm đầu ném bom xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi bàng hoàng lo lắng. Máy bay mình ném bom sân bay của mình là sao? Thế là mọi ý định về thăm Gia Định không thành. Chưa bao giờ đại đội trưởng của nhảy dù là một thiếu úy. Đêm nay tôi ngủ trong nỗi bất an không chỉ riêng của Gia Định, mà của cả thủ đô Sài Gòn nữa. Hai chiếc máy bay ném bom A-37 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, không biết thuộc đơn vị nào xuất phát từ đâu, lại có thể bay vào không phận thủ đô Sài Gòn và bất ngờ ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Điều này không những chỉ gây hoang mang cho những đơn vị bảo vệ Sài Gòn, mà ngay cả trong dân chúng nữa. Một điều báo trước cho thấy, bầu trời thủ đô Sài Gòn bị bỏ ngỏ và đã không còn được kiểm soát, hoặc như thế nào đó, cho nên sân bay Tân Sơn Nhất mới bị ném bom như vậy. Đại đội 23 của tôi vì được bố trí nằm giữa cánh đồng bao la như vậy, không một bóng người hay xe cộ qua lại, nên tôi không biết tình hình dân chúng lúc ấy như thế nào. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn mọi người đang hoảng loạn sau vụ máy bay A-37 ném bom sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân biết đây là loại máy bay ném bom của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải máy bay lạ. Thế nhưng tại sao lại ném bom ngay giữa thủ đô Sài Gòn và an toàn bay đi như vậy? Điều này đồng nghĩa với sự thất bại của quân đội, không còn kiểm soát được bầu trời, và nhất là không thấy sự đánh trả bằng súng phòng không hay các loại súng khác từ mặt đất, để hai chiếc A-37 sau khi đã ném bom ung dung bay đi trước sự ngỡ ngàng, lo lắng của người dân thủ đô Sài Gòn. Tình hình chung quanh tôi khá yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một trận đánh lớn sắp xảy ra. Nằm trên võng cá nhân, quan sát hệ thống phòng thủ của anh em được bố trí đã hoàn tất từ hai ngày nay. Tôi cảm thấy thật an toàn với địa thế như thế này. Cho tiền đối phương cũng không dạy đi vào vùng đồng khu cỏ cháy này, không một bóng cây để ngụy trang che chắn cho mình. Khi bị phát hiện, nấp vào đâu, chạy đi đâu. Chiều nay, khu vực Hóc Môn bị pháo kích, hay chính xác hơn là tôi nhận định, ngã tư Trung Chánh bị pháo kích. Cụ thể hơn là khu vực của gia đình cha mẹ anh em của tôi. Không biết đạn pháo rơi trúng nhà ai mà khói đen đậm đặc bay lên trời cao. Từ vị trí đóng quân, tuy khá xa nhưng tôi nhìn thấy rất rõ. Do lượng khói đen cuồn cuộn bay lên trời, tôi lo lắng cho sự an nguy của cha mẹ anh em tôi. Nhưng biết sao bây giờ khi nhiệm vụ không cho phép tôi làm gì khác hơn được. Hóc Môn bị pháo kích, tôi cảm thấy lo lắng, vì từ Hóc Môn vào Sài Gòn chỉ mười mấy cây số mà thôi. Và điều mà tôi lo lắng cũng đã đến. Chiều nay khoảng 17 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975, tại ngã ba Thuận Kiều, cách cầu Tham Lương vài trăm mét, chiếc T-54 đầu tiên xuất hiện. Lá cờ Mặt trận Giải phóng miền Nam tung bay trên pháo tháp của xe tăng T-54. Tôi nói xạ thủ khẩu cối 60 ly chuẩn bị đạn sẵn sàng bắn khi có lệnh. Khẩu Đại Bác không giật 90 ly nạp đạn chống tăng, được đưa vào vị trí thuận lợi nhất để bắn cho hiệu quả. Tất cả trong tư thế sẵn sàng khai hỏa. Tôi phân vân không biết có nên bắn hay không, trong khi mục tiêu ngày một tiếng đến gần hơn và sẽ thoát khỏi tầm quan sát của tôi. Tôi ước tính khoảng cách giữa tôi và mục tiêu là gần cây số. Cối 60 ly mà chống tăng T-54 thì chẳng ăn thua gì, cho dù có trúng thân xe cũng như gãy ghẻ mà thôi. Đại Bác không giật 90 ly với đạn chống tăng thì có hiệu quả đấy, nhưng cự ly lại quá xa, khó mà bắn trái đầu tiên có thể tiêu diệt được mục tiêu. Nếu khai hỏa mà không tiêu diệt được mục tiêu, thì vị trí của tôi đã bị lộ. Và như vậy với địa thế này, với hỏa lực mạnh mẽ của T-54,
Đại bác 100 ly phòng không 12 ly 8 cùng với chiếc xe đi sau thì chỉ trong ít phút thôi. Đại đội 23 của tôi sẽ tan xác không còn manh giáp. Vì suy nghĩ như vậy nên tôi chưa dám đưa ra quyết định của mình như thế nào. Đại lúc này máy truyền tin réo gọi. Đại đội trưởng của tôi nhận lệnh trên như thế nào tôi cũng chẳng kịp hỏi. Tình hình rối loạn. Tôi phân vân chưa biết tính sao thì sau lưng tôi. Dân chúng ùn ùn tháo chạy ngang qua. Mọi người đang hướng về cánh đồng ruộng khô cằn trước mặt tôi thẳng tiến. Và tiếp theo là bộ chỉ huy tiểu đoàn cũng tháo chạy theo dân chúng đến vị trí tôi. Lúc này tôi mới nhận được lệnh rút. Mọi người vội thu gom đồ đạc cá nhân. Tôi nói anh em đạn cối 60 ly và 90 ly vất hết xuống giếng gần đó rồi cùng rút theo tiểu đoàn. Trong dòng người tháo chạy ngang qua, có một người lạ hoắc dừng lại nói với tôi như là một người bạn thân. Ủa, sao mày còn đây? Nó về tới Hóc Môn rồi đấy. Tôi vô tình trả lời. Ừ, biết sao bây giờ? Sau khi hắn đi qua tôi mới chợt nhận ra, đây là một chiêu mà mấy mươi năm trước, quân của Tưởng Giới Thạch đã bị thua, để mất lục địa chạy ra Đài Loan, là do địch trà trộn theo dân chúng và tung ra những tin bất lợi như vậy. Khi tôi nhận ra điều này, tìm hắn thì hắn đã mất hút trong dòng người hỗn loạn ấy. Đoàn quân lầm lũi trút đi trong đêm, trời mùa hạ nóng thật khó chịu. Không hiểu sao, một cơn mưa thật to, như trút nước xuống vùng ven đô Bà Quẹo. Thỉnh thoảng đi qua những căn nhà im ắng lạ thường, hình như mọi người đã bỏ nhà cửa đi sơ tán đâu hết. Cơn mưa to bất ngờ ập đến, ánh đèn đường vàng leo lét ma quái, như đang than khóc cho số phận của những anh hùng mà chỉ ít giờ nữa họ sẽ là những chiến sĩ vô danh. Không ai biết ngày giờ và nơi mà họ đã nằm xuống. Đêm 29 tháng 4, 1975, sau khi rút khỏi vị trí đóng quân ở Kỷ Nghệ Dạch Tái Thành, đơn vị di chuyển trong đêm, qua những cánh đồng lầy lội do cơn mưa chiều ập đến, tiến vào khu vực phố Thọ Hòa, quận 11. Trên đường đi, tôi thấy những xác người giống như của đồng đội mình, lính bộ binh, nằm rải rác trên bờ ruộng, không biết là của đơn vị nào đã hy sinh và nằm lại ở đó từ bao giờ. Cũng có thể là của đối phương, vì nếu cho dù là lính bộ binh, tôi cũng nhận biết được qua phù hiệu đơn vị mà họ mang trên áo để biết họ thuộc đơn vị nào. Nhưng những người này áo không có phù hiệu chi cả. Chúng tôi đi qua những khu dân cư vắng lặng, không một bóng người, vượt qua trung tâm Martino, đến đường Âu Cơ. Từ đây chúng tôi đi theo đường Âu Cơ để vào Sài Gòn. Ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt, lúc tỏ lúc mờ không đủ soi sáng con đường Âu Cơ. Hai bên đường nhà nhà cửa đóng then cài. Khi đi ngang qua một phần nào đó, tôi không kịp nhìn lên vì lo tránh những xác người không biết là của ai. Quân hai dân nằm rải rác trên đường đi. Hình như nơi đây đã xảy ra một cuộc đụng độ nhỏ trước khi đơn vị chúng tôi đến. Trước mặt tôi là những con ngựa sặc chằng chịch kẽm gai được kéo chặn ngang đường, làm chướng ngại vật để ngăn chặn bước tiến của đối phương khi xảy ra giao tranh. Thấp thoáng phía sau những con ngựa sắt ấy là những anh em cảnh sát dã chiến, tất cả súng đạn áo giáp trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Qua hệ thống liên lạc, họ nhận biết chúng tôi là bạn và ra tháo gỡ những chướng ngại vật để chúng tôi đi qua. Đây là bót cảnh sát Nguyễn Văn Cự nằm ở ngã tư Lạc Long Quân, Âu Cơ. Cho đến thời điểm này, khuya 29 rạng sáng 30 tháng 4, tình hình phòng thủ tốt, anh em cảnh sát dã chiến bình thản chờ đợi, không có vẻ lo âu sợ hãi điều gì. Chúng tôi tiếp tục di chuyển đến đường Lữ Gia, góc trường Đô Phú Thọ. Tại đây tôi gặp một đơn vị đặc biệt nha kỹ thuật. Tôi mừng quá vì đây là đơn vị của ông anh tôi, chuẩn quý tính. Tôi hỏi thăm, nhưng ông không nằm ở cánh quân này. Tại đường Lữ Gia, đoàn quân xa vài chục chiếc nằm sẵn từ bao giờ. Chúng tôi được lệnh lên xe. Ngồi trên xe, tôi thấy trong trường Đô Phú Thọ dày đặc các loại pháo lớn nhỏ. Không biết bao nhiêu mà kể, nòng pháo đưa cao lên trời, chung quanh mỗi khẩu pháo khá nhiều đạn. Lúc này tôi được biết Trung tá Nguyễn Đình Ngọc, cựu tiểu đoàn trưởng của tôi lên nắm quyền lữ đoàn phó lữ đoàn 4 mới thành lập, đang điều động bố trí quân nhảy dù phòng thủ Sài Gòn. Đoàn xe ra đường Nguyễn Văn Thoại, nay là Lý Thường Kiệt,
quẹo Trần Quốc Toản, nay là 3 tháng 2, quay đầu về đường Lê Văn Duyệt, đi ngang qua Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, nay là Bộ Tư lệnh Thành phố, và dừng lại ở cư xá Bắc Hải. Chúng tôi xuống xe và tổ chức bố trí quân. Bây giờ là khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 75. Thiếu úy Ngọc, đại đội trưởng của tôi, lo bố trí quân ở ngoài đường Lê Văn Duyệt. Còn tôi và những anh em trong ban chỉ huy đại đội gõ cửa một căn nhà 3 tầng, yêu cầu mở cửa. Trong nhà im lặng không mở cửa, mặc dù đèn điện còn sáng. Đến khi tôi lên tiếng nói, chúng tôi là lính nhảy dù tăng cường về bảo vệ thủ đô Sài Gòn, thì ngay lập tức chủ nhà lên tiếng và mở cửa ngay. Sau đó theo yêu cầu của chúng tôi, chủ nhà dẫn lên sân thượng, chỉ cho chúng tôi chỗ nước nóng nước lạnh để tùy nghi sử dụng, và hỏi chúng tôi ăn uống gì chưa để họ giúp đỡ. Chúng tôi cảm ơn và nói chủ nhà để mặc chúng tôi tự lo được rồi. Xong công việc tôi ngủ đi lúc nào không hay. Trời sáng tôi được lệnh dẫn vài anh em đi nhận thêm gạo sấy thịt hộp, M72 chống tăng, lấy từ kho của tiểu đoàn 1 nhảy dù, trại Trần Trung Hiếu nằm cách đấy vài chục mét. Trên đường đi tôi thấy chiến xa M41, M48, thiết vận xa M113, có đến mười mấy chiếc nằm nối đuôi nhau, nòng súng hướng về phía ngã tư Bảy Hiền. Tôi nghĩ thầm, để lọt được qua ải này, đối phương thật sự không dễ dàng chút nào, bởi chiến xa cùng lính nhảy dù kết hợp tác chiến trên đường phố Sài Gòn. Đây không phải là lần đầu tiên và chưa hề thất bại. Người dân thủ đô Sài Gòn đã từng chứng kiến cảnh lính nhảy dù anh dũng chiến đấu, giành từng căn nhà góc phố năm Mậu Thân 1968, đánh bật đối phương ra khỏi Sài Gòn, mặc dù đã làm chủ tình hình đến mấy ngày. Tuy chưa xảy ra đụng độ, nhưng trong lòng tôi đang nôn nao mong chờ một cuộc thư hùng mà tôi tin chắc phần thắng sẽ về tôi. Bởi đánh trận mà có người dân chứng kiến, thì hình như tinh thần chiến đấu được tăng gấp bội, sự kiêu hãnh cũng càng gia tăng thêm, liều lĩnh thêm. Từ máy radio, phát thanh viên của Đài Sài Gòn vẫn từng phút nhắc nhở người dân đừng rời máy để nghe những tin tức mới nhất. Khoảng 9 giờ 30 sáng 30 tháng 4 năm 1975, Đài Phát thanh Sài Gòn thông báo Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa vắng mặt, Trung tướng Vĩnh Lộc lên thay. Khoảng 10 phút sau thông báo tiếp, Trung tướng Vĩnh Lộc vắng mặt. Tôi bỗng rủng chân tay, bao nhiêu ý nghĩ của tôi tan biến hết, giờ chỉ còn lo lắng tràn ngập trong lòng. Cấp chỉ huy cao nhất, đầy quyền uy ngày nào đã bỏ chúng tôi lại cao chạy xa bay. Sau khi nghe Đài Phát thanh thủ đô Sài Gòn thông báo Đại tướng Cao Văn Viên vắng mặt, tôi đã sợ. Giờ đây phải đưa tướng Vĩnh Lộc lên thay, ít phút sau cũng vắng mặt luôn, khiến tôi càng lo sợ hơn. Và cuối cùng là chuẩn tướng Nguyễn Văn Mạnh, phòng 3 Bộ Tổng tham mưu lên nắm quyền chỉ huy. Thật ra khi cựu trung tướng Vĩnh Lộc lên thay Đại tướng Viên, tôi cũng đã sợ chứ đừng nói chi chuẩn tướng Mạnh, bởi tướng Vĩnh Lộc là một trong những vị tướng bị thất sủng sau khi cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm thành công. Trước đó ông giữ chức tư lệnh quân đoàn 2 vùng 2 chiến thuật. Với tôi, ông không được nổi tiếng cho lắm, vì không vào thời điểm của tôi như tướng Đỗ Cao Trí, tướng Nguyễn Viết Thanh. Dòng người vẫn đang tràn vào Sài Gòn theo con đường Lê Văn Duyệt, nơi đại đội tôi phòng thủ. Khoảng gần 11 giờ, một trái đạn pháo không rõ là loại nào của ai bắn, từ hướng Bảy Hiền bay ngang qua vị trí của tôi phát nổ, miệng bay tứ tung. Đúng lúc một cô gái đi ngang và miệng pháo đã chém cục một bàn tay của cô gái. Tôi vội lôi cô vào ngã ba cư xá Bắc Hải, gọi y tá băng bó vết thương cho cô và chỉ cô đi nhanh vào trung tâm Sài Gòn để được cứu chữa, vì y tá đại đội của tôi không đủ điều kiện giúp cô. Cùng thời điểm này, qua máy truyền tin tôi được biết, có hai chiếc T-54, một chiếc quay đầu rẽ trái để đi về hướng Lăng Cha Cả, và một chiếc rẽ phải đi về hướng tiểu đoàn 3 nhảy dù đã bị bắn cháy. Đài Phát thanh Sài Gòn vẫn liên tục yêu cầu người dân đừng rời máy thu thanh để nghe những tin cần thiết mới nhất. Khoảng 11 giờ 30, từ Đài Phát thanh Sài Gòn, bất ngờ Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi tất cả anh em binh sĩ đang bảo vệ thủ đô Sài Gòn buông súng, không chống lại đối phương nữa để tránh đổ máu. Tiếp theo là lời kêu gọi của chuẩn tướng Mạnh cũng kêu gọi như vậy.
Hoang mang, tôi chưa biết thực hư thế nào, vì cho đến giờ phút này, chiến xa M41, M48 vẫn còn nằm đây. Hai chiếc T-54 mới bị bắn cháy, có lẽ vẫn còn nóng hổi và tôi chưa mất một viên đạn nào. Tinh thần chiến đấu của lính nhảy dù vẫn tốt, tình hình không có gì nghiêm trọng. Thế tại sao lại có lệnh buông vũ khí để tránh đổ máu? Chưa có một cuộc đụng độ nào mà đạn được trang bị chúng tôi còn y nguyên chưa mất một viên. Nhưng lệnh đấy là thực tế, thiếu tá Hạnh nói như muốn khóc với chúng tôi. Nhiệm vụ của tôi với anh em đến đây là chấm hết. Chúng ta chia tay nhau, ai về nhà người nấy. Bây giờ, đối với tôi không là ngỡ ngàng mà kinh hoàng mới đúng. Chủ nhà nghe tin vội lấy cho chúng tôi mỗi người một bộ quần áo Sevin. Nói chúng tôi thay quần áo đi, vì mặc quần áo nhảy dù nguy hiểm và bất lợi trong lúc này. Chúng tôi răm rắp làm theo lời chủ nhà. Thay quần áo xong, chúng tôi vội vã xuống dưới đất để ra khỏi căn nhà này, không kịp mang theo ba lô súng đạn còn đầy trên sân thượng. Chủ nhà sợ quá, nói chúng tôi làm ơn mang vất hết ra đường kéo họ vào nhà mà thấy những thứ đó thì chết. Trước khi lệnh buông súng được phát đi, Sài Gòn bình yên không có tiếng súng nổ. Nhưng chỉ 10 phút sau, súng đi đùng nổ vang khắp nơi. Tôi không biết là của đơn vị nào, của lực lượng nào, vì lúc này không còn máy truyền tin để theo dõi nữa. Trung sĩ Nhất hàng trên trung đội 4 của tôi không biết lượm ở đâu được chiếc Lambretta, gọi tôi leo lên xe và chở tôi chạy vào trung tâm Sài Gòn, ra bến Bạch Đằng. Lúc này tôi thấy vô số xe gắn máy vất đầy trên bến cảng, có cả xe hơi nữa. Dưới bến Bạch Đằng, vài con tàu khá lớn vẫn còn neo đậu, lấu nhấu người trên tàu. Tôi hoang mang không biết đi về đâu. Hàng trên lượm một chiếc xe khác và giao cho tôi chiếc xe đang đi. Tôi chạy một vòng Sài Gòn rồi quay lại ngã ba ông Tạ. Những cao ốc, nhà lầu sang trọng bị đập phá, cảnh hôi của những người dân, người bê tivi kẻ rinh tủ lạnh, xe máy bày ra đường phố trong thật thảm hại. Những kho quân tiếp vụ gần đấy, chuyên cung cấp cho quân đội cũng bị đập phá và lấy đi hàng hóa. Súng đạn vất đầy đường, đâu đó những em bé lượm súng và đưa lên trời bắn bừa bãi. Vậy thanh niên không biết là của lực lượng nào, tay đeo băng đỏ cũng thi nhau bắn súng lên trời. Thật đáng sợ cho cảnh nổ súng bừa bãi này. Khoảng 2 giờ chiều, tôi về đến ông Tạ cũng là lúc đối phương đang chậm chạp tiến vào Sài Gòn. Hai bên đường, người dân vẫn e dè chưa dám mở cửa. Họ mặc quần áo màu cổ úa, đi dép trâu, đội nón tai bèo, vác súng AK-2B40, B41, đi hai bên đường, dè dặt qua từng căn nhà dọc đường Lê Văn Duyệt tiến vào Sài Gòn. Tôi chạy xe về trại Gia Binh tìm xem vợ con ra sao. Đến nhà cửa khóa, trên cửa chữ có vợ tôi viết vội vàng, em và con ở một cao ốc trên đường Nguyễn Văn Thoại. Tôi vội chạy xe đi tìm địa chỉ trên. Khi đến ngang cổng tiểu đoàn 3 nhảy dù thì tôi nghe tiếng gọi anh Giang. Tôi nhìn sang có tiếng gọi tên mình thì thấy vợ tôi đang đi xe đạp. Có lẽ đi tìm tôi hay định về nhà ở trại Gia Binh. Gặp nhau chúng tôi mừng quá. Tôi theo vợ tôi về nơi trú ẩn. Tại đây tôi chở vợ con và một ít đồ mà vợ tôi mang theo lúc chạy loạn để về nhà cha mẹ ở Hóc Môn. Trên đường về nhà, ngược chiều với tôi là những xe Molotov chở đầy quân. Có lẽ từ hướng Tây Ninh hay Campuchia đang tiến vào Sài Gòn. Họ ngồi trên xe ung dung, thoải mái, như là đang duyệt binh chứ không phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dưới mặt đường là những bộ quần áo kaki màu ô liu, giày máp, giày bố, ba lô, mũ sắt, vất nằm ngổn ngang trong thật thảm hại. Thỉnh thoảng một vài anh lính thua trận, có lẽ là tân binh, bởi mặt mũi non choẹt, tóc hớt cao. Từ hướng trung tâm huấn luyện Quang Trung, mặc có cái quần kaki xanh, áo thun trắng hớt hải đi bên lề đường, trông thật tủi nhục và xấu hổ. Khi tôi đến ngã tư An Sương, ở đây có một căn cứ của liên đoàn biệt cách 81 nhảy dù. Không biết có xảy ra đụng độ giữa lực lượng này với đối phương hay không, nhưng ngay tại ngã tư tôi thấy một xe GMC nằm bên lề đường xa lộ Đại Hàn. Vài ba xác người mặc quân phục của biệt cách 81 nhảy dù nằm vắt vẻo trên thành xe. Một vài cánh tay thòng xuống bên hông xe GMC. Những hình ảnh trên tôi cứ tưởng chỉ có thể xảy ra ở Bình Long, An Lộc, Huế, Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa,
hay đèo Phượng Hoàng, quốc lộ 21 trên đường đánh lên Văn Mê Thuột mà thôi. Nhưng không, đây là những hình ảnh đã và đang xảy ra tại thủ đô Sài Gòn vào ngày cuối cùng của cuộc chiến. Tôi về đến ngã tư Trung Chánh, gần nhà tôi cũng một cảnh tượng tương tự như vậy. Nhưng trên xe là những xác người của đối phương. Họ cũng nằm vắt vẻo trên những chiếc xe Molotov bị bắn cháy, xác người cùng với xác xe chỉ một màu đen. Tôi về đến nhà khoảng 5 giờ chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cha mẹ, anh em, lối xóm bạn bè mừng rỡ không sao tả xiết. Sự vui mừng vì chiến tranh đã kết thúc, còn tôi thì vẫn được bình an trở về. Sự kết thúc của cuộc chiến mà tôi là người thua cuộc khiến tôi không mấy hài lòng. Bởi chúng tôi không thua vì thiếu tinh thần chiến đấu, vô trách nhiệm, mà chúng tôi thua do bị quan thầy bắn đứng. Điều này đã có từ năm 1972. Đây là điều khiến tôi rây rứt bấy lâu, mặc dù chiến tranh đã đi qua 40 năm. Sài Gòn ơi, vĩnh biệt. Tác giả Vũ Đình Giang. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.